Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Uyên, Hoàng Trọng Thị trở lại với tất cả quý khán thính giả. Và breaking news trong thời gian qua, chúng ta đã nghe đó đến nhiều tranh luận, thảo luận về dự án hạ tầng cơ sở mà Tổng thống Joe Biden thoạt đầu đề nghị lên tới hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim. Cuối cùng thì hai bên cũng đồng ý, chưa tới 1.000 đâu, mà họ nói 1.000 tỷ Mỹ Kim cho tròn con số này. Và đây là những điểm đáng chú ý trong bản tin breaking news vào sáng ngày hôm nay. Thượng viện Hoa Kỳ, mặc dù là đảng Dân Chủ chiếm đa số, nhưng mà chỉ với một phiếu của bà phó tổng thống Kamala Harris để phá vỡ cái bế tắc của Thượng viện mà thôi. Tuy nhiên thưa quý vị, khi nói tới hạ tầng cơ sở thì thực sự rất nhiều các tiểu bang của đảng Cộng Hòa bảo thủ đang rất cần nâng cấp các hạ cơ sở này. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong thời gian qua, mặc dù có một số các vị thượng nghị sĩ, nghĩa là đưa ra những cái lời chỉ trích phản bác và họ không đồng ý với cái số tiền quá nhiều như thế, nhưng mà thực tâm, người dân trong các tiểu bang bảo thủ đảng Cộng Hòa này lại rất cần. Hạ tầng cơ sở là gì thưa quý vị? Sẽ tạo thêm công ăn việc làm. Bởi vì sao? Nâng cấp các cầu cống, đường phố bị hư hỏng, hư hại nghiêm trọng trong thời gian qua. Và vì vậy là tốt. Mặc dù là nhiều người, thượng nghị sĩ chỉ trích nói rằng sẽ nâng cái mức nợ của nước Mỹ lên quá cao luôn. Nhưng mà vấn đề chính ở đây đó, không sửa chữa các cơ sở này. Rủi ro có bão, rồi thiên tai xảy đến, thì vấn đề lại cầu viện đến chính phủ liên bang nữa. Thì thà là có cái số tiền này để tạo công ăn việc làm và bảo đảm được cái sự an toàn của người dân. Đó là lý do tin tức vào sáng ngày hôm nay. Hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu để thông qua gói hạ tầng cơ sở này. Chưa hết, thưa quý vị, Đảng Dân Chủ đòi thêm tiền để mà thông qua ngân sách mới 3,5 ngàn tỷ Mỹ Kim nữa. Và vì vậy đó, một, sau khi đã bỏ phiếu thông qua cái dự án hạ tầng cơ sở này, họ sẽ thông qua cái ngân sách luôn để tránh cái tình trạng mà đóng cửa chính phủ vào ngày 30 tháng 9 tới đây. 30 tháng 9 là ngày mà hạn chót để có được gói ngân sách mới cho tài khoá mới 21-22. Thượng Hạ viện với bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện trước đó tuyên bố đó, Hạ viện không đụng đến cái gói ngân sách này và hạ tầng cơ sở này bởi vì họ muốn biết được là ý muốn của Thượng viện như thế nào. Họ chờ Thượng viện thông qua rồi, lúc đó thì Hạ viện sẽ sớm thông qua và đưa lên bàn cho Tổng thống Joe Biden ký. Đây là một chiến thắng được xem là quan trọng của ông Tổng thống Joe Biden, bởi vì ngay từ những ngày đầu khi ra tranh luận trong ghế Tổng thống đó, ông đã đề cập đến việc tìm cách để thông qua gói hạ tầng cơ sở này sau khi những cái tin tức liên quan đến cầu đường vân vân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có những cây cầu cũng đã trăm năm qua và cần số tiền của liên bang, mà đến giờ phút này thì tiểu bang bó tay bởi vì không đủ tiền để cứu nguy vì lý do đại dịch. Vâng, và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây hội đồng thành phố tiểu bang San Francisco hiện nay đang hứng chịu sự chỉ trích của người dân sau khi mà cuối tuần vừa qua đó, hội đồng thành phố này họ có một cái cuộc họp, và trong cái cuộc họp này đó thì họ đem ra một cái vấn đề, đó là hội đồng thành phố đang cân nhắc muốn bỏ ra một cái số tiền, đây tất nhiên là tiền thuế của người dân, để mà thay thế những cái thùng rác công cộng ở khắp thành phố. Nhưng mà cái giá của một cái thùng rác đó lên đến 20.000 Mỹ Kim lận thưa quý vị. Thì bây giờ nhiều người họ nghi ngờ là phải chăng có một cái chuyện giống như là thông đồng ở đây, bởi vì cái công ty mà sắp sửa bán cái loại
thùng rác này cho thành phố đó có phải là có quen biết gì với những người ở trong hội đồng thành phố hay không. Thì cái vấn đề ở đây đó là, thưa quý vị, trong nhiều năm nay San Francisco bị cái vấn nạn là khủng hoảng về người vô gia cư, và kèm theo đó là cái hệ lụy, quý vị cũng biết là người gia cư họ thường hay đi bơi, móc những cái thùng rác công cộng để tìm thức ăn hay là nhiều khi quần áo vân vân. Và những cái thùng rác lúc trước đó, như quý vị thấy, thì nó hở cho nên là dễ để người ta lôi đồ ăn, thức uống ở trong nó ra. Mà thường những cái thùng rác mà công cộng đó thì thành phố họ cũng chỉ có giống như là một tháng có những một số ngày họ mới dọn dẹp mà thôi. Nhưng mà những cái thùng rác công cộng này đó thì lúc nào nó cũng trong cái tình trạng là đầy ứ lên hết. Cho nên là nó gây ra cái vấn nạn là người dân đó họ ca thán quá trời luôn, là những cái thùng rác nó vừa hôi, trời mùa hè nữa quý vị cũng biết mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mà bị người vô gia cư họ lục rồi rác tràn ra vân vân. Thì chính vì vậy mà hiện nay được biết là tổng cộng cả thành phố San Francisco có khoảng 3.000 cái thùng rác, cái loại màu xanh như quý vị thấy đó, là thành phố đang để. Lúc trước đây thành phố cũng đã bỏ tiền ra mua cái loại thùng rác đó, là với cái giá là 1.200 Mỹ Kim một thùng. Tuy nhiên bây giờ đó thì phía hội đồng thành phố họ nói rằng họ đang tiếp cận một cái công ty sản xuất một cái loại thùng rác gọi là thùng rác sạch và thông minh. Như quý vị thấy đó, làm bằng thiết. Và thứ nhất, sạch đây là khi mà rác bỏ vào đó là không có đường để mà mở ra, nghĩa là giải quyết được cái vấn nạn người vô gia cư họ moi móc thùng rác. Thứ hai là cái thùng rác này sẽ khử được cái mùi hôi, tất nhiên là họ có cái công nghệ phía bên trong. Và thứ ba nữa đó là bởi vì thùng rác thông minh mà, cho nên là nó sẽ nổi đèn, nó báo như thế nào đó khi mà nó đầy, để cho thành phố họ sắp xếp cái thời gian đi đổ rác. Và thứ hai nữa là cái thùng rác này cũng dễ clean up hơn, dọn dẹp hơn so với cái thùng cũ. Thùng cũ là coi như nguyên một cái khối sắt, thưa quý vị, không có cách nào để mà chùi rửa. Còn như cái thùng mới đó là có cái nắp ở phía trên mở ra, các công nhân mà dọn dẹp vệ sinh họ dễ dàng để mà chùi hơn. Dạ vâng, nhưng mà với cái giá 20.000 một thùng. Tôi đang đoán là trong này chắc chừng 5.000 đô la thôi, bây giờ nó lên tới 20.000 đô la một cái. Cái chuyện để nói crazy. Thì bây giờ nếu mà phải thay hết 3.000 cái thùng rác ở khắp thành phố là coi như bỏ ra cả bạc trăm ngàn chỉ để thay những cái thùng rác này. Cho nên là chính những người ở trong hội đồng thành phố luôn, chẳng hạn như là ông Matt Henley, thưa quý vị, là giám sát viên, ông nói cái giá này là không thể chấp nhận được. Ai là người đã khởi xướng ra cái ý định đầu tiên là đi mua cái loại thùng rác này về? Thì sau khi mà bị ông chất vấn quá đó, thì những người ở trong hội đồng thành phố đó họ giải thích là bây giờ cái công ty mà sản xuất cái loại thùng rác này họ nói là 20.000 là bởi vì họ chưa có sản xuất được một cái thùng nào cả. Cho nên là những cái mà mẫu đầu tiên đó, thưa quý vị, cho nên là sẽ cái giá 20.000. Nhưng mà nếu như nhiều thành phố cùng order thì đến một lúc nào họ sản xuất được hàng loạt đó thì họ sẽ giảm giá xuống là còn 4.000 một cái thùng rác. Nhưng mà phải nhiều thành phố nha, thưa quý vị. Cho nên bây giờ là người dân họ ngay lập tức trong vòng suốt một tuần qua đó liên tục họ gọi điện thoại về cho thành phố, họ phản bác cái chuyện này, họ nói là không có được dùng tiền của người dân đi mua cái loại thùng rác như thế này. Nhưng mà tôi thấy anh phóng viên anh cầm một cái thùng rác rất là hiện đại đang sử dụng rồi. Cái loại solar panel 1.200 một thùng rồi, thôi bây giờ đòi thay cái loại đó luôn. Đòi thay cái loại thùng đó bằng crazy, 1.200 thì ok, cái đó đẹp. Bằng solar panel nữa thưa quý vị. Ở tại châu Âu, đây là một điểm để cho thấy rằng những quý vị đã muốn đi du lịch đó, thì cái chuyện đầu tiên là nên chích ngừa. Nếu quý vị không chích ngừa, quý vị khó lắm. Bởi vì cái nguy hiểm, mình đừng nói đến cái chuyện vui chơi đã, mà đã đi nghỉ hè thì phải vui chơi, phải giải trí là chủ đích phải không ạ? Mà không chích ngừa thì đi đâu? Thì chỉ có ở nhà thôi. Bởi vì nếu quý vị cố tình mà đi đó, thứ nhất là cái chuyện mà dễ bị lây nhiễm Delta variant là thực sự là rất là gần kề, cái nguy cơ nó mạnh lắm. Thứ hai nữa đó là quý vị đi tới những cái nơi mà giải trí đó, họ yêu cầu nội cái chuyện mà đi vào ăn mà mình không được chích ngừa là cũng đã buồn rồi. Đó, chúng ta đang nói chuyện nội địa thôi. Bởi vì quý vị đi đến Los Angeles, quận Cam, hoặc là ở New York đó, tại nhiều nơi họ đã yêu cầu, nhất là vào để mà quán bar uống rượu rồi vũ trường, thì phần lớn những người trẻ đi du lịch là họ muốn như thế. Thì những hình ảnh quý vị đang nhìn thấy đó là châu Âu. Thì ngày hôm nay Pháp, Đức, nghĩa là
các quốc gia của châu Âu. Bây giờ mình không nói tới Anh nữa, Anh không nằm trong khối Liên hiệp Âu Châu nữa. Nhưng mà đồng thời họ bắt đầu yêu cầu ra lệnh cho những nơi giải trí, những nơi nào tụ tập đông người đó, phải trưng ra bằng chứng về thẻ vaccine. Trong đó kể cả công dân Mỹ nữa. Công dân Mỹ bây giờ đi châu Âu rất nhiều, thưa quý vị. Bởi vì sao? Mùa hè. Và đồng thời họ đã thực sự muốn trở lại những cái tụ điểm của Rome, của Tây Ban Nha, vân vân. Rồi ở Munich, München của Đức bây giờ đông lắm. Du khách từ quốc gia của họ và từ các quốc gia khác tới phải có thẻ chích ngừa. Sáng ngày hôm nay còn có tin nữa là mỗi một tấm thẻ có thể mua giả nó 5 đồng, tới 20 đồng. Nhưng mà không nên, thưa quý vị, bởi vì họ có cái phương cách để kiểm tra tấm thẻ của quý vị. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream, đọc các bản tin cập nhật trong ngày hôm nay. Nếu vào Facebook và YouTube, nhớ nhấn nút subscribe và nhấn nút like, quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.